Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu vì người đã phán rằng ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống. Họ nói: Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông, vậy làm sao ông lại nói ta bởi trời mà xuống? Chúa Giêsu -xu trả lời họ rằng: các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với ta nếu cha là đấng sai ta, không lôi kéo kẻ ấy. Và ta, ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: Mọi người đã được Thiên Chúa dạy bảo, ai nghe lời giáo hóa của cha thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy cha. Thật Ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bời trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi phải chết. Ta là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. mến chào quý ông bà, anh chị em. Trong phòng vụ Chúa Nhật 19 thường niên 5B hôm nay, chúng ta thấy trỗi vang lên lời hát trong câu đáp ca Đất bừng bừng sinh khí. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn xem cho biết Chúa Thiện Hảo dường bao. Chúa Thiện Hảo dường bao và hãy nhìn, hãy nếm, thử thì sẽ biết về mức độ thiện hảo của Chúa là như thế nào. Một câu đáp ca ở đó Thánh Vịnh 33 đã mời gọi chúng ta đụng chạm trực tiếp vào Chúa. Nếm thử mà coi và hãy nhìn mà xem bằng các giác quan của mình là mắt, là miệng. Chúng ta được đụng chạm đến Chúa để xem Chúa thiện hảo dường bao. Không phải chỉ là những lời nói suông không phải là những câu lý thuyết nhưng hãy đụng chạm một cách thực tế vào chính Chúa. Đụng chạm vào Chúa với việc lắng nghe lời của Ngài, để nghe những lời dạy dỗ, giáo huấn. Đụng chạm vào Chúa một cách trực tiếp trong bí tích thanh thể để máu huyết của Chúa trở nên máu huyết của chúng ta. Để thấy cái sinh khí của Chúa chảy rần rật trong huyết quản của chúng ta. Tất cả chúng ta đều được mời gọi để trỗi dậy cái sức sống một cách mãnh liệt hơn qua từng ngày, qua thời gian. Và câu Đáp ca ấy cũng gợi cho chúng ta nhớ về tất cả những cái lời của các bài đọc phụng vụ hôm nay. Bài đọc 1 kể về câu chuyện ngôn sứ Elia đang bối rối, đang chán trường, đang mệt mỏi, đang bị truy đuổi và trốn vào trong sa mạc. Ông nằm đấy và than thở, xin Chúa giết con đi, cho con chết đi, rằng đỡ cực. Và câu chuyện đã kể lại rằng, ông đã được thiên thần đến để trao ban một chút lương thực cùng với lời của Chúa hãy ăn lấy và tiếp tục lên đường. Để rồi khi mà lãnh nhận thức ăn từ thiên thần ấy, ông đã mạnh mẽ đứng dậy và tiếp tục hành trình về núi Khô Rép, núi của Đức Chúa. Và tin mừng ngày hôm nay thì còn đặc biệt hơn với lời của Đức Giêsu đã ngỏ lời, đã ngỏ lòng, đã tha thiết mời gọi hãy đến để hưởng dụng lấy ngài hãy đến để chiếm lấy ngài hãy để cho con người để cho ngài được hòa tan trong chính con người của chúng ta ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời và trong ý nghĩa của tôn giáo có lẽ chúng ta sẽ kết hợp rất nhiều những cái ý nghĩa về thần học về triết học những ý nghĩa mà chúng ta có thể suy niệm được, dựng được ở trong đầu của chúng ta để suy gẫm về những lời của Chúa ấy. Chúng ta có những cơn khát như là Elia chạy trong sa mạc thì ông khát những cái lương thực của trần thế và thiên thần đã đến phục vụ để cho ông được thỏa mãn cái cơn đói cơn khát ấy. Chúa Giêsu đối diện với đám đông đang nheo nhóc, một cổ hai chồng, những cái gánh nặng cả về thần quyền lẫn thế quyền đang đặt lên đầu dân chúng. Ngài cảm thấu những cái khổ, những cái niềm khao khát được sống của dân chúng và ngài ngỏ lời hãy đến với tôi. Thì tất cả chúng ta đang chia sẻ với nhau, đang mời gọi nhau cùng suy gẫm về những cơn đói ở trong đời sống của chúng ta chúng ta có phải đơn thuần là đối diện với những sự đói đói về cơm áo à, cho thế giới ngày hôm nay thì có vẻ như không còn phải là một cái điều quá kinh khủng nữa có lẽ chúng ta đang đối diện với những cơn đói về quyền lực với những cơn đói của giàu sang đó là nói về cái thế của nhân sinh và trong chính nội tại của chúng ta mỗi người chúng ta đối diện thường xuyên với những cơn đói về mặt tâm linh chúng ta thường xuyên cảm thấy những cái khao khát ở trong lòng của mình không bao giờ được lấp đầy khao khát của sự bình an mà nói theo cách của chúng ta thì đó là khao khát chúa đó là khao khát về tâm linh Khao khát được đổ tràn tâm hồn của mình ngọn lửa của thánh thần chúa điều quan trọng là chúa đã hứa rồi đó chúa sẽ làm cho chúng ta thỏa mãn chúa sẽ làm cho chúng ta được no đầy nhưng ta có làm cho cơn khát của mình cơn đói của mình được dịu đi hay không lại do chọn lựa của chính mình chúng ta khát chúng ta đói chúng ta bày tỏ nhưng mà chúng ta không biết cách tiếp nhận cuộc sống vội vã đã làm cho chúng ta trở nên sao nhãng đã trở nên hời hợt trong cách tiếp nhận cách tiếp nhận với lòng biết ơn cách tiếp nhận với sự kính cẩn cách tiếp nhận với sự tôn kính chúng ta vội vàng lướt qua vội vàng lướt qua như là việc lướt trang web hàng ngày cho nên dẫn đến cái tình trạng là khi ta lướt qua thì làm gì còn đọng lại trong ta điều gì nữa chúa không có cơ hội để thực sự làm thỏa cơn khát không có cơ hội bởi sự từ khước bởi sự hời hợt của chúng ta để có thể ngự vào trong lòng chúng ta giải quyết những cái thống khổ của chúng ta kính thưa cộng đoàn lòng thương xót của chúa nếm thử mà xem để xem chúa thiện hảo dường bao Chúa thì vẫn luôn thiện hảo, nhưng con người đã không cho thực sự thiện hảo ấy được tháp nhập vào trong cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta vẫn cứ xa cách Chúa, cho nên chúng ta vẫn cứ phải đối diện với những cái vất vả, với những lao lung ở trong trần gian này. Phục vụ lời Chúa một lần nữa, đánh động tâm hồn của chúng ta trong sự thanh lặng, để mời gọi chúng ta hãy nhìn lại chính đời sống của mình và cách đáp trả của chúng ta với lời của Chúa để xem chúng ta đã xứng đáng hơn với những ân huệ mà Ngài ban cho chúng ta. Để rồi nhờ bởi ân huệ ấy mà ta xem ta thấy được sự thiền hảo của Chúa. Chúng ta cùng xin dâng lên Chúa tâm lòng khát khao của mỗi người trong chúng ta. Và nguyện xin với Chúa lời nguyện chân thành để cho từng ngày trong đời sống của chúng ta được diễn ra một cách bình tĩnh hơn chậm rãi hơn để ta có thể tiếp nhận và cảm nghiệm một cách sâu sắc về tất cả những điều xảy ra trong nội tâm và cả những gì diễn ra xung quanh mà ta đang đụng chạm tới xin cho chúng ta biết cách cảm nghiệm để thấy những cái giác quan của chúng ta cảm nhận thế nào và có thể rút ra được điều gì đó từ những cái đụng chạm ấy nhất là đụng chạm đến thiên chúa đụng chạm đến cái sự thiền hảo của chúa để rồi ở chính nơi đấy chúng ta cũng sẽ được biến đổi để mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn chúng ta cùng nguyện xin chúa chúc lành và gìn giữ chúng ta trong ân sủng của ngài amen